Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa lớn từ đêm đến sáng khiến hàng chục tuyến đường ngập 30-50cm. Một số phường ở thành phố Vinh, Nghệ An nước tràn vào nhà. Phản ánh của khán giả Thu Hương có số điện thoại 0978 và số cuối 854. Tại Hà Tĩnh, mưa lớn khiến mực nước các sông lên nhanh. Nhiều tuyến đường giao thông cùng một số khu dân cư đã bị ngập lụt. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Chưa kịp dọn dẹp nhà cửa sau bão lũ, thì người dân Yên Bái lại tiếp tục phải đối mặt với những vụ sạt lở đất kinh hoàng thường xảy ra trong đêm. Rất cần sự hỗ trợ nhanh chóng kịp thời của các cấp chính quyền để người dân ổn định cuộc sống. Phản ánh của khán giả Lê Ngân có số điện thoại 0913 và số cuối 321. Người dân kéo nhau ra bờ biển xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vớt sò huyết mang về ăn hoặc bán ngay tại bờ. Có người kiếm được tiền triệu. Sò huyết, loài nhuyễn thể ăn bổ dưỡng, bỗng xuất hiện nhiều sau bão số 4. Sau bão số 3, một số khu nhà tập thể thuộc phường Vạn Mỹ bị nghiêng, nứt đặc biệt nguy hiểm. Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng đã phải ngừng sử dụng hai khu nhà này và di rời toàn bộ các hộ dân tạm lánh. Chia sẻ của khán giả Phước Hoàng có số điện thoại 0919 và số cuối 321. Thưa quý vị, mưa lớn suốt đêm nên sáng ngày 23 tháng 9, nhiều tuyến đường tại thành phố Vinh như Trường Thi, Trần Huy Liệu, Dương Văn Nga, Đại lộ Lenin, Duy Tân, Lý Thường Kiệt, Lê Hoàn, Quang Trung ngập sâu đến nửa mét. Đường ngập, mưa lớn kèm gió mạnh vào giờ cao điểm, khiến cho người lao động đi làm, học sinh đến trường gặp nhiều khó khăn. Giao thông trên một số tuyến đường ùn tắc cục bộ kéo dài hàng trăm mét. Một số xe máy cố đi qua đường ngập sâu gần 50cm đã bị chết máy, phải xuống dắt bộ hoặc lội nước tới cơ quan. Nhiều cán bộ, nhân viên học sinh trên địa bàn cũng bị muộn giờ làm và học do tắc đường, ướt hết quần áo. Tại phường Bến Thủy, nước từ ngoài đường đã tràn vào một số nhà dân ở khối 10, 13 và 15. Nhiều người dân vội vã gấp đồ điện tử lên vị trí cao để tránh hư hỏng. Trời mưa to, xe cứu hộ đang túc trực trên các tuyến phố để hỗ trợ xe máy, ô tô gầm thấp đi qua những đoạn đường ngập sâu như Duy Tân, Dương Văn Nga. Trên diễn biến phức tạp của thời tiết, một số trường học trên địa bàn thành phố Vinh như tiểu học Nghi Phú, trung học cơ sở Lê Mau, trung học cơ sở Nghi Kim, trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, trung học phổ thông Hà Huy Tập, trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh đã ra thông báo cho học sinh nghỉ và có kế hoạch học bù. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vinh cử hàng chục cán bộ phân luồng giao thông liên tục cập nhật hình ảnh ngập lụt trên các tuyến phố lên fanpage của đơn vị để người dân theo dõi, cân nhắc tìm đường đi phù hợp. Hai ngày qua trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xảy ra mưa rất to dẫn đến sông, suối nước dâng cao và sạt lở nhiều điểm ở một số khu vực. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thông Thụ, huyện Quế Phong cho biết, ngày 21 và ngày 22 tháng 9 trên địa bàn xã này đã xảy ra mưa rất to, khiến 17 ngôi nhà của các hộ dân ở bản Mường Biệt và bản Lốc nằm trong diện ảnh hưởng sạt lở đất. Trong đó, ngôi nhà của bà Lương Thị Hoa, trú ở bản Mường Biệt, đã bị sập hoàn toàn. Ngoài ra, các hộ dân còn bị thiệt hại 1.500m2 ao, 4,3 hectare lúa bị ảnh hưởng, 0,15 hectare hoa màu và khoảng 1,2 hectare cây keo bị đổ gãy. Chính quyền cùng đoàn thể địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng xã Thông Thụ kịp thời giúp các hộ bị thiệt hại dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Cũng tại Nghệ An, vào ngày 23 tháng 9, thông tin từ xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương cho biết, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Thị Tê, học sinh lớp 8 trú xóm Đồng Tâm, xã Ngọc Sơn, và đã tiến hành bàn giao cho gia đình trong tối ngày 21 tháng 9, sau nhiều giờ tìm kiếm nạn nhân.
Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, và sáng ngày 23 tháng 9, một số địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mực nước trên các sông lên nhanh. Nhiều tuyến giao thông cùng một số khu dân cư ở một số địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đã bị ngập lụt. Mưa lớn khiến cho nhiều tuyến giao thông tại các địa phương bị ngập lụt, ảnh hưởng tới việc lưu thông của người dân. Nhiều cầu tràn bị ngập, một số tuyến đường liên thôn, đường trục xã, liên xã ngập cục bộ. Trên các tuyến đường cầu tràn bị ngập lụt, chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, biển cảnh báo và bố trí người trực gác để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Bên cạnh đó, do một số tuyến đường bị ngập, ngành giáo dục và đào tạo ở một số địa phương đã chủ động cho học sinh nghỉ học. Ngay sau khi xảy ra ngập lụt và sạt lở, chính quyền các địa phương đã phối hợp với ngành chức năng, đặt biển cảnh báo, dựng rào chắn, bố trí người trực gác để đảm bảo an toàn giao thông. Thưa quý vị, sạt lở đất đang là nỗi lo sợ ám ảnh của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Mưa bão đi qua, nhưng còn đó những thiệt hại rất nặng nề. Chưa kịp dọn dẹp nhà cửa sau bão lũ, thì người dân Yên Bái lại tiếp tục phải đối mặt với những vụ sạt lở đất kinh hoàng, thường xảy ra trong đêm. Có nhà cũng không thể ở, cuộc sống người dân lúc này thực sự vô cùng khó khăn. Rất cần sự hỗ trợ nhanh chóng kịp thời của các cấp chính quyền để người dân ổn định cuộc sống. Trước những biến đổi khí hậu thất thường và sự tàn phá khốc liệt của thiên tai, thì những chỗ ở đó không phải là nơi an toàn. Dù các cấp, ngành và địa phương đã nỗ lực tìm hướng khắc phục, song rất cần giải pháp căn cơ và lâu dài để người dân không còn nỗi lo sạt lở đất. Hoang mang, lo sợ, bất an. Tâm trạng chung của chị Hà Thanh Hương cũng như là nhiều hộ dân khác ở tổ dân phố 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Sau cơn bão lịch sử Yagi, toàn bộ khu đồi phía sau dãy khu phố 5 liên tiếp sạt lở. Đất đồi nứt toác, điểm sụt lún cao tới hơn 2 mét và nguy cơ tiếp tục sạt lở bất cứ lúc nào. Một cái sự mà hoang mang đến tột độ khi nửa đêm, gần 1 giờ sáng, cõng cháu, chồng con chạy nháo nhác khỏi nhà. Khi mà nghe thấy tiếng nổ một vạt, nó nổ như kiểu một cái nổ bom ấy, thì mình không nghĩ là ngay sau nhà mình. Thế là thôi, hai nhà ôm nhau là chạy nháo nhác ra đến cửa, ra đến sân này, chính cái sân này đây. Thì nước ở ngoài đường nó ngâm ngang cổ rồi. Lúc ấy là nhà mới kể cả là hàng xóm là coi như là như bỏ của chạy lấy người. Tức là làm sao lúc ấy là chỉ là cứu lấy người, giữ lấy tính mạng mình thôi. Chứ còn không cần thấy cái gì hết cả. Đấy là cả cái đêm hôm đấy là nó mưa, là mưa gió là như thế. Nếu mà cứ tiếp tục mà mưa như thế này thì mình nghĩ là cũng không ổn. Là hiện tại bây giờ là một số gia đình ở dưới chỗ đường Cao Thắng, là tức là dưới cái chân đồi này nhà mình, là mọi người là coi như là đã sơ tán. Sạt lở đất khiến nhiều tài sản của gia đình ông Nguyễn Hữu Uyên bị vùi lấp. Thế nhưng tài sản lớn nhất của gia đình ông chính là ngôi nhà này cũng không thể tiếp tục ở được. Tranh thủ về nhà thu dọn đồ đạc để đi ở nhờ, nhưng vợ chồng ông Sơn trong lòng vẫn rất bất an. Thì mưa to thì mọi người sau khi ăn cơm xong cũng chưa kịp rửa bát thì nghe thấy huỳnh cái như bom nổ sau. Thế là mọi người thôi chết rồi, kính kia các thứ nó vỡ loảng xoảng. Chạy vào cái thì tất cả nó đã dồn xuống rồi. Tất cả trong kia là bịt vào không thể lấy cái gì được ra. Khối lượng đất nó, nếu như nó còn mưa do nó sụt xuống thì còn nhiều nữa. Khi cơn bão số 3 ập tới thì nhiều hộ dân ở khu phố 5 phường Yên Ninh đã phải di rời. Những tường sau khi nước rút trở lại khắc phục hậu quả mưa bão, dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống và lao động, thì nay người dân lại buộc phải rời đi. Sạt lở đất giống như là một quả bom trên đầu các hộ dân nơi đây mỗi mùa mưa bão. Và sự lo đó đã xảy ra, hơn 50 gia đình với gần 500 nhân khẩu bị ảnh hưởng phải di rời, đi ăn nhờ ở đậu mà chưa biết đến khi nào mới có thể trở về nhà. Chúng tôi cứ nghĩ rằng là nhà cửa như này đã dọn dẹp xong rồi thì là mình sẽ có thể là mình yên tâm mình ở. Thế nhưng mà đến bây giờ là lại một lượng đất đá rất là lớn lại tiếp tục là trôi tiếp vào nhà. Bây giờ thực ra là hàng xóm thì cũng nương tựa vào nhau, và coi như những cái nhà mà không ảnh hưởng tá ly thì là sẽ chúng tôi là sang rời sang bên đấy để chúng tôi ở cùng nhé. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái thông tin, hiện chưa có thống kê cụ thể, nhưng ghi nhận thực tế và qua công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình, có thể thấy trên địa bàn thành phố có hàng nghìn điểm nguy cơ sạt lở và tiếp tục sạt lở cao. Chính quyền địa phương cũng đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại,
bao gồm việc nghiêm cấm người dân và phương tiện đi qua lại những khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất. Hiện nay trên địa bàn thành phố có nhiều điểm tiếp tục sạt lở và có nguy cơ sạt lở mới. Với những địa điểm này, tiếp tục tuyên truyền cho người dân cần nhanh chóng di rời đến nơi an toàn. Với những hộ không di rời sẽ buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Miền Trung đang bước vào cao điểm mùa mưa bão và vấn đề an toàn hồ đập đang được đặt ra. Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 127 hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, có 22 hồ đập đã hư hỏng, xuống cấp nặng cần phải được sửa chữa, nâng cấp nhằm đảm bảo khả năng tích nước và đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Hồ chứa nước Phượng Hoàng, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn có diện tích hơn 9 ha, nhiệm vụ tưới cho 38 ha đất lúa và phục vụ dân sinh khoảng 150 hộ. Sau hơn 30 năm vận hành, khai thác, đến nay phần thượng lưu của đập đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, sụt lún, vữa chít mạch mục nát, đá lát bong chóc, sạt lở xuống chân đập. Một số đoạn mái đập bị xói sâu đến 0,6 mét, dẫn đến do rỉ nước, không hoàn thành nhiệm vụ tưới tiêu. Và đập thì không còn mực nước, không, nói chung là không còn tí nước nào luôn. Và hiện giờ đối với địa phương là rất cần cho phục vụ dân sinh là khoảng 150 hộ dân sinh đang thiếu nước tại đập Phượng Hoàng. Và tưới thì trong đó là cái vụ tưới là chủ yếu tập trung cho vụ đông xuân thôi, còn vụ hè thu là không có nước nào để tưới hết nên rất là khó khăn. Và hiện giờ thì địa phương đang kiến nghị rất là nhiều kênh, tuy nhiên thì đến giờ phút này đối với địa bàn thành phố thì chưa được quan tâm và đầu tư để xây dựng, nâng cấp và mở rộng các diện tích hồ Phượng Hoàng. Hồ đập bị hư hỏng, xuống cấp luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro mất an toàn. Hàng năm đến mùa mưa lũ, chính quyền địa phương đều chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra để kịp thời xử lý khi có tình huống bất thường. Là phía về thượng lưu nó cũng bong tróc nhiều điểm và hạ lưu nó còn nhiều điểm nguy hiểm nữa. Đến mùa mà gọi là bão lũ á, là anh em phải túc trực, rất là khó khăn, sợ nhất là vỡ bể đấy. Còn hồ chứa ông Tới ở xã Đức Lân, huyện Mộ Đức có dung tích chứa khoảng 1,5 triệu mét khối nước, được xây dựng từ năm 1983, được sửa chữa, nâng cấp năm 1996. Công trình có nhiệm vụ cung cấp nước cho hơn 170 ha đất sản xuất. Tuy nhiên, sau nhiều năm vận hành, khai thác, đến nay nhiều hạng mục đã hư hỏng. Có những vết nứt dài từ 15 đến 20 mét, sâu khoảng 1 mét. Của ông Tới thì đang đứng này, là nó đang xuất hiện những cái vết nứt dọc trên thân đập, nên cần phải kiểm tra theo dõi chặt chẽ. Đối với hồ ông Tới thì chắc là sau cuộc họp này sẽ có một cái báo cáo riêng và tỉnh sẽ chỉ đạo cụ thể để có những cái giải pháp trước mắt và lâu dài cho đối với cái tình trạng mà hiện nay là đang có nước dọc theo cái thân đập như kiến nghị của địa phương. Quảng Ngãi hiện có 127 hồ chứa nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các bộ ngành trung ương bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp khoảng 70 hồ chứa nước. Tuy nhiên, vẫn còn 22 hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp nặng, nguy cơ mất an toàn. Thì sở sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh để có cái chỉ đạo chung các cái hồ mà hư hỏng nặng để các địa phương đặc biệt quan tâm và lập phương án ứng phó riêng cho từng công trình này. Để đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa nước, ngoài việc kiểm tra, đánh giá, rà soát hiện trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời, thì các cơ quan chức năng cũng cần xem xét, bố trí kinh phí để sớm sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân vùng hạ lưu các hồ đập này. Những ngày qua, mưa lớn và nước từ thượng nguồn về khiến cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị ngập lụt. Nhiều địa phương đã bị chia cắt cục bộ. Ngay khi nước bắt đầu rút, tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống của người dân. Trong đợt mưa lũ lần này, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 1.150 hộ dân ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy bị ngập và có nơi ngập sâu tới 2 mét. Theo đó, ngay sau khi nước lũ rút, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng cùng nhân dân thu gom, xử lý rác thải, thao rửa bùn đất, vệ sinh nhà cửa và các trục đường chính liên xã. Tại các trường học, khi nước rút hoàn toàn, cán bộ giáo viên của trường vệ sinh khu vực bếp ăn, nhà bán trú, trong và ngoài lớp học thêm một lần nữa. Tuy nhiên, lo ngại lớn nhất của người dân bị ngập lụt ở các địa phương là nước sạch, vì sau lũ thì hệ thống giếng khoan, giếng đào, nước lũ đã vào và gây ô nhiễm. Sau khi nước rút, chính quyền các cấp cần xem xét, tạo điều kiện lắp một hệ thống nước lọc tập trung để người dân có thể lấy sử dụng trong những ngày đầu tiên sau lũ.
sau khi nước rút thì nước rút đến đâu, phương châm là nước rút đến đâu thì nhà trường là dồn vén đến đó, phối hợp cùng với phụ huynh là lau chùi và quét dọn sạch. Sẽ tuyên truyền bà con để lại chủ động với là sẽ là khắc phục với là dọn dẹp vệ sinh các cái giếng khoan giếng đào để nhân dân có cái nước để phục vụ cho công tác sinh hoạt trong khi sau lũ và cho cái thời gian tiếp theo. Cùng với vệ sinh môi trường, ngay sau khi nước rút, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, trạm y tế các xã, phường, thị trấn huy động cán bộ, y bác sĩ xuống từng địa bàn, hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước, công trình vệ sinh, tổ chức phun hóa chất khử trùng tiêu độc để phòng chống các dịch bệnh sau lũ lụt. Sau bão số 4, tại bờ biển xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, bỗng xuất hiện rất nhiều sò huyết. Đông người dân đã kéo nhau ra bãi biển, mang vật lưới, xô, chậu, lội nước biển để vớt sò. Có người vớt được hàng chục kg trong ngày. Sò huyết sau khi vớt lên, người dân loại bỏ những con đã chết, sau đó làm sạch cát, mang về ăn hoặc bán cho người có nhu cầu mua ngay tại bãi biển. Sò huyết được bán với giá là 10.000 đồng đến 20.000 đồng một kg tùy từng loại. Đây là một loại nhuyễn thể hai mảnh, sống trong môi trường nước mặn hoặc nước lợ nơi cửa sông giáp biển. Da có phần ruột màu đỏ nên loài nhuyễn thể này được người dân gọi là sò huyết. Loại hải sản này giàu dinh dưỡng được nhiều người ưa chuộng. Sò huyết vớt được nhiều gia đình bán cho các nhà hàng, thương lái, có người vớt sò huyết bán kiếm được tiền triệu. Sau bão số 3, khu nhà tập thể A7, A8, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền đã bị nghiêng, nứt và đặc biệt nguy hiểm. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã phải ngừng sử dụng hai khu nhà này và di rời toàn bộ các hộ dân tạm lánh. Hiện trên địa bàn thành phố đang có hơn 2.600 hộ dân đang ở những chung cư tương tự. Thành phố đang khẩn trương đẩy nhanh di rời toàn bộ số hộ dân này về nơi ở mới an toàn, tốt hơn và triển khai xây dựng 4 khu nhà ở xã hội mới. Trong đó, dự kiến vào tháng 5 năm 2025 sẽ có khoảng 800 căn nhà ở xã hội của khu nhà ở tổng kho 3 Lạc Viên được đưa vào khai thác và sẽ góp phần giải quyết được nhu cầu về nhà ở cho nhân dân. Khu nhà A7, A8 hiện có 303 căn hộ, trong đó 129 căn hộ chủ nhà không sử dụng hoặc đang trong thời gian chờ làm thủ tục để di chuyển. Có 90 hộ có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc căn hộ và đã được tổ chức bốc thăm để di chuyển đến nhà lâu dài tại khu chung cư HH1, HH2 nằm trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình. 84 hộ chỉ đủ điều kiện thuê nhà theo chính sách hỗ trợ tạm lánh của thành phố trong 2 tháng cũng được phường Vạn Mỹ và Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền tổ chức bốc thăm, làm các thủ tục và chuyển đến ở tạm tại khu nhà tập thể 5 tầng, phường Kinh Dương, quận Lê Trân. Sau cơn bão số 3 thì nó hoành hành không những Hải Phòng, mà tôi biết là nhiều nơi trên miền Bắc chúng ta, nhưng được sự quan tâm của các cấp, nhất là thành phố, rồi quận, rồi phường. Sau khi gọi chúng tôi là đang ở các con thì coi và là cấp nhà tạm lánh ở dưới này là chúng tôi rất là biết ơn rồi. Chứ còn thực chất mà cái nhà cũ thì báo cáo các anh các chị là bây giờ là nó quá xuống cấp rồi. Hiện trên bàn quận Ngô Quyền có 124 chung cư cũ, trong đó có 54 chung cư cấp độ D. Các chung cư này chủ yếu được xây dựng từ những năm 1960. Thực hiện chủ trương của thành phố, từ năm 2017, quận Ngô Quyền đã từng bước triển khai việc di rời các hộ dân ra khỏi chung cư nguy hiểm. Trong đó có 34 chung cư cấp độ D. Hiện quận còn 20 chung cư cấp độ D với khoảng 5.530 nhân khẩu của 1.760 hộ dân đang sinh sống ở các chung cư này. Số chung cư cấp độ D còn lại thì quận Ngô Quyền sẽ tiếp tục có cái phương án để di rời các hộ dân này. Nếu không đủ thì cũng rất mong thành phố bố trí kịp thời cái nguồn kinh phí tạm cư bằng tiền cho các hộ dân. Đấy. Còn đối với các chung cư cấp độ B, cấp độ C và các khu chung cư chưa được kiểm định thì cũng đề nghị thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá đúng thực chất hiện trạng công trình để có cái biện pháp ứng xử phù hợp. Cùng với việc đưa các hộ dân ở các khu chung cư cũ nát chuyển đến sinh sống tại các nhà chung cư còn trống của thành phố, Sở Xây dựng đang đề xuất thành phố Hải Phòng hỗ trợ tiền tạm cư để các hộ tự lo chỗ ở. Theo
Phần cuối của chương trình mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Mưa lớn suốt đêm nên sáng ngày 23 tháng 9, nhiều tuyến đường tại thành phố Vinh như Trường Thi, Trần Huy Liệu, Dương Văn Nga, Đại lộ Đinh Ninh, Duy Tân, Lý Thường Kiệt, Lê Hoàn, Quang Trung đã ngập sâu đến nửa mét. Đường ngập mưa lớn kèm gió mạnh vào giờ cao điểm, người lao động đi làm, học sinh đến trường khiến giao thông trên một số tuyến đường ùn tắc cục bộ, kéo dài đến hàng trăm mét. Phản ánh tiếng giả Thu Hương, số điện thoại 0978 30 854. Mưa to đã xảy ra trên địa bàn huyện Quế Phong, huyện Đô Lương và huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, hàng chục ngôi nhà nằm trong diện phải di rời do nguy cơ sạt lở. Hai người đã bị lũ cuốn trôi tử vong. Phản ánh từ giả Hồ Văn Ngọc, số điện thoại 0847 36885. Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, sáng 23 tháng 9, một số địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mực nước trên các sông lên nhanh, nhiều tuyến giao thông cùng một số khu dân cư ở một số địa phương tỉnh Hà Tĩnh đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Phản ánh từ giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919 và số cuối 199. Sạt lở đất đang là nỗi lo sợ, ám ảnh của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Mưa bão đi qua nhưng còn đó là những thiệt hại rất nặng nề. Chưa kịp dọn dẹp nhà cửa sau bão lũ, người dân Yên Bái lại tiếp tục phải đối mặt với những vụ sạt lở đất kinh hoàng thường xảy ra trong đêm. Có nhà cũng không thể ở. Cuộc sống người dân lúc này thực sự khó khăn, rất cần sự hỗ trợ nhanh chóng kịp thời của các cấp chính quyền để người dân ổn định cuộc sống. Trước diễn biến đổi của khí hậu thất thường và sự tàn phá khốc liệt của thiên tai thì những chỗ ở không phải là an toàn. Dù các cấp các ngành địa phương đã nỗ lực tìm hướng khắc phục, song cần giải pháp căn cơ lâu dài để người dân không còn nỗi sợ sạt lở đất. Phản ánh từ giả Lê Ngân, số điện thoại 0913 36 321. Miền Trung đang bước vào cao điểm mùa mưa bão và vấn đề an toàn hồ đập đang được đặt ra. Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi có 127 hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên có 22 hồ đập đã hư hỏng xuống cấp nặng, cần được sửa chữa nâng cấp nhằm đảm bảo khả năng tích nước và đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Phản ánh giả Minh Quân, số điện thoại 0875 34 421. Ngay khi nước bắt đầu rút, tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống người dân. Trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 1.150 hộ dân ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy bị ngập, có nơi ngập sâu đến 2 mét. Cùng với việc vệ sinh môi trường, ngay sau khi nước rút, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, trạm y tế các xã, phường, thị trấn huy động cán bộ, y bác sĩ xuống từng địa bàn, hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước, công trình vệ sinh, tổ chức phun hóa chất, khử trùng tiêu độc để phòng chống các dịch bệnh sau lũ lụt. Chia sẻ các giả Minh Phong, số điện thoại 0915 36 108. Sau bão số 4 tại bờ biển của xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, bỗng xuất hiện rất nhiều sò huyết, đông người dân đã kéo nhau ra bãi biển, mang vật lưới, xô chậu, lội nước để vớt sò. Có người vớt được hàng chục kg trong ngày. Loại hải sản này giàu dinh dưỡng, được nhiều người ưa chuộng. Sò huyết vớt được, nhiều gia đình bán cho các nhà hàng thương lái. Có người vớt sò huyết bán kiếm được tiền triệu. Chia sẻ khán giả Phong Minh, số điện thoại 0985 34 134. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi tới địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện tới số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.